Với mục tiêu tìm kiếm và ươm tạo các công ty khởi nghiệp đang kiến tạo giá trị xã hội và tác động tích cực đến môi trường tại Việt Nam, Quỹ đầu tư VSB Capital phối hợp với Tập đoàn Bảo hiểm Nhân Thọ Kyobo và Hồng Hà Valley Production tổ chức sự kiện Việt Nam Impact Up Summit 2023 với sự tham dự của hơn 100 nhà đầu tư, đại diện từ các cơ quan nhà nước và lãnh đạo các doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Hàn Quốc. Được biết, sau những vòng tuyển chọn gắt gao, ban giám khảo là những nhà đầu tư và các doanh nhân thành công đã tìm ra top những công ty khởi nghiệp triển vọng nhất trong các lĩnh vực và ngành nghề có hoạt động chính ở Việt Nam, tham gia thuyết trình tại sự kiện, có cơ hội nhận các giải thưởng với tổng giá trị lên đến 10.000 USD và cơ hội tham dự Impact Up Demo Day tại Hàn Quốc. Chúng ta tổ chức sự kiện là nhằm tìm kiếm và ươm tạo các startup tạo tác động trên mọi lĩnh vực, như sức khỏe, như giáo dục, như môi trường. Và tôi cũng hoan nghênh ban tổ chức đã có ý định chuyển sự kiện này trở thành một sự kiện thường niên và bắt đầu tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi. Và tôi tin tưởng rằng sự kiện này sẽ thành công và sẽ có tác động tích cực và lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp thành phố, và nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Không dừng lại ở đó, tất cả các công ty tham dự còn được hỗ trợ truyền thông trên các nền tảng tại Việt Nam và Hàn Quốc, có cơ hội được xem xét đầu tư bởi VSB Capital và Hồng Hà Valley, đồng thời còn nhận được cơ hội kết nối và thuyết trình trước các nhà đầu tư, quan chức chính phủ, lãnh đạo tập đoàn lớn và giới truyền thông có mặt tại sự kiện. Ngoài mục đích tìm kiếm các công ty khởi nghiệp kiến tạo những giá trị tốt đẹp cho xã hội, Việt Nam Impact